Cho nên người ta vào kinh doanh đầu tiên là nhân sự, là tay phải của xe Hồng Đà, phải đẩy bằng được cái hiệu suất này lên, chứ lại không phải đẩy tận dụng hết công suất của máy. Mày ngu lắm. Bây giờ các bạn tưởng tượng nhá, đây là phân xưởng 1. Cái hệ thống máy của phân xưởng 1 một ngày nó làm được 5 bán thành phẩm. Nó nên nó cắt được cái cục sắt rồi, xong nó đưa sang phân xưởng 2. Nó là dây chuyền mà. Đây phân xưởng 2. Một phân xưởng 2 thì máy ở đây nó có thể làm được 7 bán thành phẩm. Thế mà bên này đưa sang 5 thì nó bị thừa mất 2 công suất này. Đây phân xưởng 2. Bây giờ đưa sang phân xưởng 3 là lắp ráp nó ra thì nó ra cái sản phẩm là cái búa. Thì phân xưởng 3 thì máy chỉ có thể một ngày ráp được 2 sản phẩm. 2 thành phẩm. Như vậy bên này đưa sang đây 7, bên này đưa sang đây 5 thì đưa 12. Thì cuối cùng công ty một ngày chỉ ra được có 2 sản phẩm. Vậy thì bạn là thằng đàn ông, bạn có năng lực 7, yêu con đầu tiên năng lực 5, yêu con thứ nhì năng lực 2, cả hai con làm vợ thì gia đình bạn chỉ có công suất là 2 minimum. Đấy, cho nên phải học để cho nó mở ra. Nếu không các bạn đang có những cái mừng rỡn, một cái mừng đầy thương hại, là vì não nó không tới. Đấy. Vậy thì nếu bạn lấy con vợ một bên 7 bên 2 thì toàn bộ công suất nhà bạn chỉ có 2 thôi, vì cái phân xưởng kia nó cung cấp cái bán thành phẩm không đủ. Bài hôm nay là chúng ta sẽ chuyển làn sang mô hình là linh hồn của một cái hoạt động kinh doanh. Từ mô hình để cho nó chạy thì phải có quản trị nó, quản trị bất biến nó. Nhưng mà quản trị là cả hệ thống, nhưng mà riêng con người để lệnh cho nó làm thì lại phải có thằng lãnh đạo. Nó là những cái chùm. Thế bây giờ lãnh đạo thì phải có người để lãnh đạo. Đã nói lãnh đạo là nói đến con người, mà đã nói đến quản trị là nói đến hệ thống. Thế bây giờ nhân sự, mày lấy người ở đâu? Vậy thì bây giờ nhân sự là ai? Thế bây giờ ai rồi? Vậy thì quá trình mà nuôi dưỡng nó để nó đạt được cái ý đồ mình là thế nào? Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu cái này. Xong cái này rồi thì bắt đầu chúng ta sang tài chính. Tài chính lúc nọ là chuyên sâu thôi. Còn tài chính mày có tiền không? Có. Xong cứ dần dần xuống. Thế mày có người có tiền rồi, thế mày có sản phẩm không? Thì mày phải tạo ra chuỗi cung ứng chứ. Mô hình rồi, thế mày có chuỗi cung ứng rồi, mày ngon như là thánh sống rồi đấy. Nhưng xã hội nó không biết mày là ai, thì nó lại sang marketing để cho người ta biết. Và hôm nay thì chúng ta đang chọn mô hình xong, quản trị xong, lãnh đạo xong các bạn ạ. Vậy thì bây giờ người mà thực hiện toàn bộ ý đồ của mình thế gì? Vậy thì bây giờ chúng ta chọn nhân sự thế nào, nuôi nó thế nào, thì đó là bài ngày hôm nay. Cái gì nó phải rõ ra, và cái đoạn mở đầu quan trọng gấp nhiều lần cái bài, cái phần nội tạng của nó. Bây giờ nhắc lại một tí nhé. Nào, quản trị. Quản trị là thủ đoạn. Vậy thì hôm nay chúng ta học thủ đoạn. Chúng ta học thủ đoạn. Thủ đoạn để đạt mục tiêu. Trên một nguồn lực nhân sự hữu hạn. Nhưng nguồn lực nhân sự nó hữu hạn thôi, chứ nó không ai cũng ngon cả. Mà mục tiêu thì to. Thủ đoạn nào để trên nền tảng một nhân sự, một lượng nhân sự không ngon mà đạt mục tiêu to, thì đấy là quản trị nhân sự. Thủ đoạn dùng người thế nào để đạt mục tiêu, mà người thì lại có năng lực hữu hạn, chứ tập thể chúng ta lại không vô hạn. Tại sao hữu hạn? Tí tôi nói. Thì đấy là nhắc lại cái. Bây giờ nhắc lại cái thứ hai. Sản xuất, kinh doanh, nó có 3 cái thành tố chính. Các bạn mới lấy tiền. Thế mà mình quản trị tốt, tiền nó nở tiền. Để cho nó nở được thì bạn mua người, xong bạn mua máy. Thế điều khiển để cho máy nó lên, nó mới nghiền cái nguyên liệu ra, thì nó biến thành sản phẩm. Thế từ sản phẩm này mình mới bán được tê phẩy.
mà T phẩy thì nó bằng T ban đầu cộng với delta T. Máy thì bạn hiểu nôm na là công nghệ đi, là cái từ các bạn thích ấy. Công nghệ nó chính là cái tay của mình nó ngắn, nó yếu, nó giúp cho tay mình dài ra mà nó mạnh lên. Nhưng cái thằng cầm mà không biết sử dụng ấy, thì cái công nghệ nó vô nghĩa. Cho nên các bạn đã học quá trời nào, quản trị tồn kho là nguyên liệu, quản trị máy. Nhưng các bạn bỏ tiền ra các bạn mua máy, các bạn sử dụng, hiệu suất cao nhất, nguyên liệu hiệu suất cao nhất. Nhưng cái khốn nạn nhất là khi các bạn bỏ tiền ra mua một thằng người về thì các bạn lại không tính đến hiệu suất cao nhất của nó. Trong khi đó thì từ sơ đồ này thì con người nó là yếu tố quyết định. Tí tôi sẽ chứng minh, chứ không phải cái máy. Và điều thứ hai, nếu nó quyết định thì phải đẩy hiệu suất nó lên. Đẩy hiệu suất nó lên thì cả đời con người ta, điển hình là thằng giám đốc, không bao giờ đẩy hiệu suất con người mà tìm mọi thủ đoạn để đẩy hiệu suất của máy và đẩy hiệu suất nguyên liệu. Đó là tư tưởng sai nghiêm trọng. Ngoài lo cái thân xác, mình phải lo cả ngắn cả dài, lo cả vợ lại cả 100 con người ở công ty, thì các bạn mới hiểu được cuộc đời nó chua thế nào. Nửa chữ lo không biết mà dám đưa cho nó làm sếp thì các bạn biết nó chôn vùi cái tổ chức như thế nào. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân, mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi, và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.